Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao và du lịch lần thứ hai do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang phát động với mong muốn lựa chọn trao giải cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được đăng phát sóng từ tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2024. Về thể loại báo chí được xét trao giải là các tác phẩm báo chí thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, phim tài liệu, bút ký, chương trình tọa đàm, trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp. Tuyên truyền về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được đăng, phát lần đầu tiên trên các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 20 tháng 6. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8 sắp tới.